Dập khi ra máy in thì để nguyên thứ tự và chỉ cần duy nhất dụng cụ là một lọ keo. Em sẽ làm như sau. Lật toàn bộ sập dập lên. Bắt đầu từ row A, column 1. Tiếp theo nó sẽ là row B, column 1. Hình cầm đây rồi mẹ. Cầm quay cho mẹ nha. Row A, column 1. Tiếp theo sẽ là row B, column 1. Làm như sau, gập mép của row B, column 1 vào. Kéo phẳng cái mép đấy xuống. Lấy hộ dán. Quẹt keo. Dán. Về nguyên tắc thì phải dán theo các điểm chấm đen, nhưng đôi khi nó có thể bị lệch thì chúng ta sẽ dán theo đường cắt. Tiếp tục vuốt phẳng theo đường cắt. Row B column 1 thay đến row C column 1. Tiếp theo đến row D. Thì chỉ quay vào tờ giấy thôi con nha. Row D. Thế không quay tay à? Có, quay tay cũng được. Một số dập thì sẽ đến row E hoặc row F column 1. Dập này không có, đến row D column 1 là hết. Ta chuyển sang row A column 2. Dập mép bên phía row A column 2 lại. Ôi keo. Mẹ hướng dẫn này. Mẹ hướng dẫn à? Ừ, con này con đừng nói chuyện đi. Con quay đi. Từ row B có lông 2 ta sẽ phải gặp hai mép. Mép trên và mép cạnh. Dán hai chỗ. Đôi khi có thể bị lệch thì ta sẽ phải điều chỉnh cho nó phẳng với cái đường cắt. Tiếp tục. Thế mẹ còn cắt nữa. Phải đến râu C. Để con lấy kéo cho mẹ được không? Được con ạ, con lấy đi. Lấy đi. Lấy đi nhanh lên. Vâng. Ôi sao đi trước mặt chị đấy. Chén mẹ bây giờ. Chứ mà chị thấy cũng chứ mà chị không nhìn được. Vậy kìa. Hết đâu đây ta lại chuyển sang. Hết column 2 ta lại chuyển sang column 3. Và cách làm vẫn hoàn toàn tương tự. Cú đừng giấu của mẹ. Được rồi, hiện nay tắt đi con. Tí nữa quay đoạn khác. Vâng.